Những ngày rét buốt, việc chui ra khỏi chăn sớm đến lớp đúng giờ chắc chắn là một cực hình với lũ học trò. Nhưng công nhận tụi học sinh ngày nay luôn có 1001 chiêu trò lầy lội, bá đạo khỏi phải bàn để chống rét ngày đông. Nhiều bạn đã chiến đấu với cái lạnh cùng cơn buồn ngủ của mình bằng cách mang cả chăn tới lớp, chưa hết có người còn mạnh dạn viết đơn xin mang chăn bông đến lớp. Với cái thời tiết không thể yêu thương này, rất nhiều bạn đều có cùng một suy nghĩ đi học mặc gì cho ngầu đây. Và có lẽ lúc lướt đến hình ảnh dưới đây ai nấy đều bật cười, thậm chí ngậm ngùi cạn lời vì sự sáng tạo quá sức tưởng tượng của một nữ sinh trong ti le nổi bần bật đến trường khi trời rét căm căm. Ti le đi học nổi bần bật của nữ sinh 2. Liên hệ với chủ nhân của bức ảnh lầy lội, cô bạn có tên Nguyễn Thùy Thủy Di sinh năm 2001 là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng tại. Thủy Di cho hay bức ảnh được chụp khi cô bạn học lớp 12, hôm ấy trời rét buốt và phải đi học sớm nên nữ sinh đã nảy ra ý tưởng độc đáo này. Sáng hôm ấy đi học sớm, trời rét quá nên mình mặc áo bông đi học, mấy bạn thấy ai nấy đều ngạc nhiên sau đó còn mượn mặc thử. Chiếc áo thực sự rất ấm, nó tiếp thêm động lực để mình đến trường khi thời tiết khắc nghiệt như thế. Thủy Di cho biết. Thủy Di chia sẻ trường cấp 3 cô bạn theo học quy định tất cả nữ sinh phải mặc đồng phục là áo dài trắng vào thứ 2 trừ 4 âm 6, chưa bao giờ được miễn mặc áo dài trừ trường hợp trời mưa. Vào mùa mưa thì mới được mặc áo khoác khác màu và sơ mi trắng thường không phải đồng phục. Cô bạn duyên dáng trong tà áo dài trắng đến trường ảnh. Cô bạn cho biết là nội quy thì phải thực hiện, bản thân mình đã quen dần qua 3 năm trung học phổ thông. Mình cũng hay tham gia các hoạt động đoàn, trong ban nghề ngớt của đoàn trường cộng với việc mặc đồng phục sẽ đồng đều và đẹp mắt nên thực hiện là đương nhiên. Thủy Di kể thêm có một khoảng thời gian vì trời quá lạnh nên thầy cô muốn học sinh mặc thêm áo ngoài nên cô bạn đã mít thêm một chiếc áo khoác siêu ấm để đến trường. Được mặc đẹp, mặc thoải mái theo ti le yêu thích tạo ra chút khác biệt, mới mẻ so với trang phục truyền thống là điều mà không chỉ Di mà đa số các học sinh đều mong muốn. Bức ảnh lầy lội chỉ sau vài giờ đăng đã nhận về hàng chục nghìn lượt like, share và comment rầm rộ từ phía cộng đồng mạng, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, vô cùng thích thú trước phong cách ăn mặc cute hột mê của cô gái này. Một số hình ảnh đời thường của nữ sinh có ti le đi học cực cung ảnh,